Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào, nếu có 100 triệu thì bạn nên mua một con SH hay một chiếc ô tô thuộc hạng xe cỏ? Hãy thử cùng phân tích trong video này các bạn nhé. Đầu tiên, nói về độ oai và đánh giá của người khác thì chắc chắn bạn đi một chiếc SH thì dù chỉ là một chiếc xe máy thôi, nhưng nó vẫn thuộc dòng xe sang trọng đắt tiền. Và khi người ta nhìn vào, họ sẽ không biết nhà bạn có điều kiện hay không. Vì có SH thường là nhà có điều kiện rồi, nhưng đôi khi mấy bạn nữ công nhân vẫn cố gắng tích góp lương cả năm để mua một chiếc SH, nên cũng không thể khẳng định đi SH là giàu. Nhưng chắc chắn một điều, đó là mấy bạn chân dài mà đi SH thì nhìn đẹp hơn hẳn, sang chảnh hơn hẳn. Ngược lại thì với 100 triệu, bạn vẫn có thể sở hữu được một chiếc ô tô. Chắc chắn nó không thể là xe mới và chắc chắn hơn, nó càng không thể là xe sang. Đi ô tô 100 triệu, nhiều người nhìn vào sẽ nói rằng ba con xe ghẻ, thà đi xe máy còn hơn mấy con ô tô cỏ rẻ tiền. Họ sẽ nói rằng mua con xe đàng hoàng, được thì mua, không thì thôi. Đi con xe cỡ này liệu có vừa đi vừa đẩy hay không? Thế nên nếu đi ô tô loại 100 triệu thì bạn phải chấp nhận rằng sẽ có nhiều người cười chê bạn, kể cả họ vẫn đang đi con quay tàu. Bạn phải tâm niệm rằng kệ miệng lưỡi thiên hạ, kệ xã hội nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần mình thấy nó hợp lý là được. Yếu tố thứ hai đó là lợi ích. Nói về ô tô trước, dù là chiếc xe 100 triệu thì nó vẫn là cái ô tô. Cái đầu tiên khi so sánh một con ô tô với một con xe máy là nó an toàn hơn hẳn. Các bạn thử nhìn lại vụ tông xe ở đường Võ Chí Công, Hà Nội, các bạn sẽ thấy một chiếc ô tô có thể đẩy bay hàng loạt xe máy, nhưng một chiếc ô tô thì khó mà đẩy bay một chiếc ô tô khác. Chưa kể nếu va chạm xảy ra thì người ngồi ô tô sẽ được bảo vệ an toàn hơn rất nhiều, không bị nằm vật ra đường, không bị đập đầu xuống đất, cũng không bị lực tông tác động trực tiếp lên cơ thể, vì đã có một hệ thống khung kim loại chắc chắn của xe bảo vệ, giảm chấn rất nhiều. Tiếp theo là đi ô tô, dù rẻ đến mấy thì vẫn mưa không đến mặt, nhưng mà nắng thì vẫn vỡ đầu, chứ các bạn đừng có nhầm. Có điều là khi trời nắng thì ô tô lại có điều hòa mát rượi. Thứ hai là đi ô tô sẽ chở được nhiều người. Con xe ô tô dù 100 triệu thì vẫn chở được 5 người, thậm chí theo luật thì chỉ phạt khi chở quá 2 người, vậy tính ra chở 6 người vẫn còn được. Mà ngồi trong ô tô nói chuyện vui vẻ, thoải mái, nếu là một gia đình đi chơi thì sẽ ấm cúng hơn rất nhiều. Còn nếu chở trẻ con thì sao? Bạn sẽ không lo em bé hít phải khói bụi độc hại trên đường, không bị tia UV chiếu làm đen da hoặc thậm chí mắc các bệnh về da. Hay trời mưa, bạn sẽ không bị một thằng ô tô khác đi bắn nước ướt hết người. Mùa đông thì không sợ lạnh đến mức răng đập cầm cập vào nhau. Mà nếu có một mái tóc vuốt bóng lộn thì sao? Bạn sẽ không phải lo về việc tóc bị xẹp lép hay xù như tổ chim khi đội mũ bảo hiểm. Ngược lại thì với người đi xe máy, kể cả là SH hay gì đi nữa, thì bạn vẫn phải mặc áo mưa khi ra đường trong trời mưa. Và chắc chắn là vẫn ướt chân, ướt giày dù có mặc áo mưa thật kỹ. Trời nắng thì nóng, mồ hôi nhễ nhại, quần áo bám đầy bụi, từ màu trắng ngọc trinh hoàn toàn có thể biến thành màu trắng cháo lòng. Và bạn phải đội mũ bảo hiểm nếu không muốn bị chú công an hỏi thăm, và nhất là không muốn đi cấp cứu vì chấn thương hộp sọ. Tóc thì không còn giữ được nếp, không còn bóng bẩy, chưa kể con bạn sẽ phải hít khói bụi, chịu cái nắng thiêu đốt và mắc các bệnh về đường hô hấp. Đó là lợi ích cực kỳ khác biệt giữa xe máy và ô tô. Nhưng nếu như vậy mà bạn muốn mua ngay một chiếc ô tô thì cần phải từ từ xem tiếp đã. Rất nhiều người thấy lợi ích tuyệt vời của ô tô nên mua một chiếc về đi, nhưng sau đó thì phải bán vội vì không nuôi nổi cái đứa vợ hai này. Nói về SH, một chiếc xe dù không tiết kiệm nhiên liệu hơn xe số, nhưng nó vẫn không tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu, khoảng 3 lít 100 km. Trong khi một chiếc ô tô chắc chắn tiêu hao nhiên liệu hơn, mà thường là gấp đôi, khoảng 6 lít trên 100 km. Nhưng đổ xăng thôi thì chưa có gì để nói. Với chiếc SH, bạn phải khá lâu mới phải đi bảo dưỡng. Nếu không tai nạn thì có đi 10 năm cũng chẳng phải sửa gì, cùng lắm thì thay đôi lốp, còn không thì cứ thay nhớt rồi vít ga mà phóng. Mỗi năm chi phí khoảng 300 nghìn là thoải mái. Nhưng ô tô thì không, chi phí rất nhiều. Với một chiếc xe cũ, mỗi năm đi đăng kiểm một lần khoảng 300 nghìn, nộp phí đường bộ là 2 triệu 2, mua bảo hiểm bắt buộc 500 nghìn, vậy là mất 3 triệu. Chưa hết, ô tô đi thì phải bảo dưỡng nhiều, một năm thay dầu 3 lần, mỗi lần 500 nghìn là 1 triệu 5. 4 quả lốp trung bình 4 năm thay một lần,
một quả 1 triệu 5, mình tính với xe cỏ, giá lốp loại rẻ, như vậy mỗi năm mất 1 triệu 5, tổng cộng là mất 6 triệu. Nhưng quan trọng là chưa tính chi phí sửa chữa, mà với một chiếc xe 100 triệu, bạn phải chọn dòng xe nhỏ nhất, phiên bản thấp nhất, option ít nhất thì mới được một chiếc xe đời cao một chút. Ví dụ như chiếc Hyundai i10 thì có thể mua đời 2008, tức là tuổi đời của nó đã 15 năm. Chứ 100 triệu mà đòi mua Corolla Altis thì chỉ mua được con xe đời 2000 mà thôi. Mà đời này sâu thì tỷ lệ hỏng hóc càng cao, càng phải sửa nhiều. Chưa kể, sửa thì dòng xe đắt tiền sẽ tốn tiền hơn. Đơn giản như một cái lốp i10 hơn 1 triệu, nhưng một cái lốp Altis thì tới 2 triệu đồng. Nhưng theo mình, những người đi xe cũ mà dòng xe hạng A với ít tính năng thì cũng không phải sửa nhiều lắm. Mỗi năm trung bình tầm 6 triệu là thoải mái. Cộng với chi phí cố định như đăng kiểm, thay nhớt, bảo hiểm, phí đường bộ 6 triệu, vậy thì một năm khoảng 12 triệu, mỗi tháng ít nhất 1 triệu, chưa tính tiền xăng. Mà để đi được ô tô thì giờ phải thi bằng lái mất khoảng 15 triệu. Tóm lại, nếu có 100 triệu mà có thể bỏ thêm khoảng 2-3 triệu một tháng là có thể nuôi được một chiếc xe ô tô cũ, nhỏ. Nhưng nó vẫn là ô tô và vẫn phải có những lợi ích cực kỳ tuyệt vời, an toàn hơn, đi công việc hiệu quả hơn, chở được nhiều người hơn, gia đình vui vẻ hơn, quần áo sạch sẽ hơn, đổi được nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Tính ra thì có khi đi xe máy là rủi ro, tiền chữa trị còn quá tiền mua ô tô. Chỉ cần bỏ qua vấn đề sang chảnh thì ô tô rẻ vẫn là lựa chọn hợp lý. Các bạn thấy thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.